Tăng tu sắp bề đề quá ta sắp bà bụt đàng nụ khoa quê na sa đà sò thi phong quanh chú đề bà quá tu sắp bà măng ở làng rác khăn tu sắp bề đề quá ta sắp bình hâm mà nụ khoa quê na sa đà sò thi phong quanh chú đề bà quá tu sắp bà măng ở làng rác khăn tu sắp bề đề quá ta sắp bình sang khá nụ khoa quê na sa đà sò thi phong quanh chú đề. Tất cả phương pháp có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhà oai đức của chư Phật, do nhà oai đức của giáo pháp, do nhà oai đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người cầu xin tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thụ sa thụ lần thai lần thai. Nam mô Bụt Tha ya, Nam mô Tham ma ya, Nam mô Sang kha ya. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Con thành kính đảnh lễ ngài Tuệ Siêu, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Tân, con thành kính đảnh lễ đại đức Tuệ Tri, chư sư Nguyên Thông cùng chư Tôn Đức và sa thú kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh và kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Bụt Tha ya. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư Tôn Đức Tăng truyền trao tâm quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư và Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn cô Huệ Ngọc đã thay mặt đạo tràng họ trì quy giới và cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Tha ya. Con thành kính đảnh lễ ngài Tuệ Siêu cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh. Ôi thôi rồi, dạ con sai rồi. Trong cái bản của nhật hành của con chưa đổi. Dạ con xin sám hối. Hôm nay thứ năm ngày 10 tháng 9 năm 2020. Phật lịch 2564. Giáo trình Pháp Abhidhamma bài 25. Ba loại tâm sắc giới. Rūpa Vācara Cittā. Biên soạn tỳ kheo Giác Đẳng, dẫn nhập tỳ kheo Tuệ Siêu, giảng giải tỳ kheo Giác Đẳng. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập đại học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha giá, con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bụt Tha ya. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư thịnh văn đệ tử Phật. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta học đến cái giới phước tâm thuộc về tâm sắc giới. Tâm có bốn cái giới phước hay là địa phước phù mỹ, Kama Vachara phù mỹ, tức là dục giới. Rūpa Vācara phù mỹ là tâm sắc giới. Rūpa Vācara phù mỹ là tâm vô sắc giới. Lokottara phù mỹ là tâm sự thế. Chúng ta đã học xong về bốn loại tâm địa vức dục giới là tâm bất thiện, tâm thiện dục giới,
tầm quả dục giới và tầm tối dục giới. Hôm nay chúng ta qua cái điện phước thứ hai là tâm sắc giới. Tâm sắc giới chỉ có ba loại, tức là thiện, quả và tốt. Không có tâm bất thiện ở trong cái địa phước của sắc giới này. Và ở trong bài học thì chúng tôi xin đề nghị, không biết là do Thượng Tọa Giác Đẳng soạn hay là sư Từ Tri đánh máy. Ở đây khi chúng ta nói ba loại tâm sắc giới thì ở đây chúng ta thiếu cái phần A. Phần A là phần tâm thiện sắc giới. Không biết phần A nó nằm ở trong chỗ nào, chỉ có phần B mà thôi. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là khi mà nói đến giới thiệu lúc đầu đó, từ tâm dục giới chuyển sang tâm sơ thiền sắc giới, tâm thiện sắc giới không phải là tâm tu thiền, thì như vậy cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta để phần A, tức là tâm thị sắc giới. Và từ từ giới đẳng mới được bổ túc. Như vậy thì trong cái bài học chúng ta lại thiếu nữa câu A, tâm thị sắc giới. Nếu viết cho đủ là rupa vachara kusala citta, thêm chữ kusala, kusala citta. B mới là tâm quả sắc giới, rupa vachara vipaka citta. Và C là tâm tố sắc giới, rupa vachara kiriya citta. Cho nên cái chữ của Nhật Quỳnh thêm giờ rupa vachara kusala citta, dạ đúng rồi, đó là tâm thiện dục giới. Còn cái chữ rupa vachara citta chỉ là tâm sắc giới thôi. Thì một vài điều có trách nhiệm dẫn nhập thì chúng tôi xin có một vài điều như vậy. Bây giờ thì xin mời cô Nhật Quỳnh đọc cho chánh văn của bài học, sau đó xin cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng ngày hôm nay giáo trình A Di Đà sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải. Xin mời cô, xin mời cô Nhật Quỳnh. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Từ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy, dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu, và dạ, con xin phép được đọc bài học. Hôm nay thứ năm ngày 10 tháng 9 năm 2020 Phật lịch 2564, giáo trình Thắng Pháp Abhidhamma bài 25, ba loại tâm sắc giới, Rupa Vachara Citta. Bài 25, ba loại tâm sắc giới, Rupa Vachara Citta. Giống như tâm dục giới tịnh hào,
Tâm sắc giới có ba loại: tâm thiện, tâm quả, tâm tốt. Dạ, con xin sám hối đạo tràng. Để hiểu tâm sắc giới cần lưu ý những điểm sau. Từ tâm dục giới chuyển sang tâm sơ thiền sắc giới được Đức Phật mô tả là một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Chúng sanh sống cõi dục rất khó tìm được sự an lạc của tịnh chỉ mà luôn truy cầu cái gì đó, và nếu được thỏa mãn thì xem đó là trạng thái hạnh phúc, hỷ lạc. Để có được niềm hạnh phúc này thì phải có nguồn cung ứng như sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngọt, xúc lạc, vân vân. Có thể nói là thứ hạnh phúc vay mượn ở cảnh. Một người tu thiền với bước đầu cảm nhận được thứ hạnh phúc không do cảnh dục mà là do an định nội tại thì đó là thứ hỷ lạc do ly dục sanh. Có thể tạm thí dụ như người bình thường hạnh phúc với sự hơn thua, nhưng có thứ hạnh phúc khác là vượt khỏi danh lợi hơn thua. Tâm thiện sắc giới không phải là tâm tu thiền sắc giới mà là tâm chứng thiện sắc giới. Tâm thiện dục giới có thể khởi sự từ tâm lành phôi thai cho tới khi phát triển toàn diện. Tâm thiện sắc giới thì không như vậy. Tất cả tâm thiện sắc giới đều là thiền chứng, dù là sơ thiền, là sự thành tựu hoàn chỉnh. Lúc chưa đắc thiền, người tu thiền bằng tâm thiện dục giới tịnh hảo có thể chứng những tầng thiền cao hơn trong cõi nhân loại. Mặc dù các cõi phạm thiên có chia theo tầng thiền, nhưng loài người cũng như nhiều cõi vui khác có thể chứng nhiều tầng thiền sắc giới và vô sắc giới do công phu tu tập. Không nên hiểu là phải sanh lên cõi sơ thiền rồi mới tu tập được nhị thiền. Sự tu chứng không giới hạn trong các cõi phạm thiên tương ứng. Có thể bị hoại thiền. Một người tu tập chứng thiền, nhất là thiền sắc giới, tuy trình độ tâm thuật cao nhưng vẫn có thể hoại thiền. Nói cách khác, sau đó phải tu tập lại. Đôi khi khó khăn để chứng nhập lại trạng thái trước kia. Có thể thí dụ người tu thiền sắc giới hay vô sắc giới gọi là thiền chỉ samatha. Giống như người tạo lập tài sản trở thành người giàu có nhưng vẫn có khả năng phá sản và phải làm lại từ đầu trong lúc người đi học trao dồi kiến thức, dù hoàn cảnh thăng trầm như sự hiểu biết là sự tích tập không thể khánh như người tạo tài sản bằng tiền. Nếu hoại thiền trước khi lâm chung thì không tạo được quả. Khác với tâm thiện dục giới tịnh hảo, tâm thiện sắc giới tịnh hảo chỉ cao quả nếu giờ phút lâm chung vẫn còn thiền chứng. Điều này có thể thí dụ như trong cuộc sống có những việc làm đòi hỏi quá trình liên tục không gián đoạn để tạo thành kết quả, như nấu cơm chẳng hạn. Nếu không giữ lửa liên tục thì cơm không thể chín. Đề quát đắc tá, từng chứng tầng thiền sắc giới cao nhất nhưng sau đó bị hoại thiền, nên khi mạng chung không thể sanh vào cõi phạm thiên. Cần chứng hữu thiền sắc giới để luyện thông. Khi nói về tấm thiện sắc giới hoặc đặc điểm thành tựu, trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, còn điểm khác cần lưu ý là để luyện thông, diệu trí, Abhipanyana. Hành giả cần chứng đắc ngũ thiền, đây định lực cao nhất trong thế giới vật chất với khả năng biến mãn diệu dụng. Đạt được tầng thiền cao vẫn có thể nhập xuất tầng thiền thấp. Trong thế giới của thiền định, một vị chứng nhập tầng thiền cao vẫn có thể nhập vào tầng thiền thấp hơn tùy theo ý muốn. Trước khi Đức Phật viên tịch, Ngài đã nhập vào các trạng thái sơ thiền, nhị, tam, tứ thiền, vân vân, ngược xuôi tự tại. A. Tâm thiện sắc giới Rūpa-vacchara-kusala-citta. 5. Tâm thiện sắc giới. 1. Tâm thiện sơ thiện sắc giới với tầm tứ hỷ lạc định Vitat-ki-cha-rabi-ti-sukhe-kap-gata-sahit-tang-bathamma-cha-nakusala-citta.
hai tâm thiện, nhị thiện sắc giới với tứ hỷ lạc định. Vicha Rabbi Tisu Khe Cap Gatasa Tăng Duti Chap Cha Nakusala Chit Tăng. Ba tâm thiện, tam thiện sắc giới với hỷ lạc định. Bi Tisu Khe Cap Gatasa Hit Tăng Tati Yap Cha Nakusala Chit Tăng. Bốn tâm thiện, tứ thiện sắc giới với lạc định. Su Khe Cap Gataha Ti Su Khe Cap Gataha Sin Em con sai chỗ này hoài Su Khe Cap Gata Sahi Tăng Chấp Tuất Thát Chà Nakusala Chit Tăng. Năm tâm thiện, ngũ thiện sắc giới với xả định. Ubet Khe Cap Gata Sahi Tăng Bằng Chấm Mát Chà Nakusala Chit Tăng. B tâm quả sắc giới Rupa Vacca Ragibbaka Citta. Tâm quả sắc giới là tâm làm việc tục sinh, tiềm thức và mệnh chung của các vị phạm thiên sắc giới. Tâm này tương ứng hoàn toàn với tâm thiện sắc giới, có được lúc lâm chung. Điều này có nghĩa là khi lâm chung với thiền chứng tâm thiện, tam thiện, thì tâm tục sinh sẽ là tâm quả, tâm thiện. Sự tương ứng triệt để này không có trong tâm quả dục giới, vân vân. Năm tâm quả sắc giới. Một tâm quả sơ thiền sắc giới với trầm tứ hỷ lạc định. Vitat kavicha babi tisukhe kap gatasahi tăng bathamat cha navibha kachit tăng. Hai tâm quả nhị thiền sắc giới với tứ hỷ lạc định. Quy cha Rabbi Tisukhe Kap Gatasahi Tăng Duti Yat Cha Navika Kachit Tăng. Ba tâm quả tam thiện sắc giới với hỷ lạc định. Bi Tisukhe Kap Gatasahi Tăng Tati Yat Cha Navipa Kachit Tăng. Bốn tâm quả tứ thiện sắc giới với lạc định. Su khề cách Gatasahi tăng Chatut thap cha Navipa kachit tăng. Năm tâm quả ngũ thiền sắc giới với xả định. Uphet khề cách Gatasahi tăng Bành chăm mắt cha Navika Bành chăm mắt cha Navipa kachit tăng. C tâm tố sắc giới Rupa Vacara Kiri Yachitta. Tâm tố sắc giới là tâm thiền chứng sắc giới của chư vị ứng cúng vô sanh. Có những vị đã thành tựu tuệ giác trước khi thành tựu chánh trí viên giác. Cũng có vị sau khi thành tựu giác ngộ hoàn toàn mới tu tập thiền chỉ. Tâm thiền của các ngài không tạo quả sanh tử luân hồi. Một vị muốn nhập diệt thọ tưởng định phải có thiền chứng phi phi tưởng xứ, phi tưởng phi phi tưởng thiền vô sắc, quả vị tam quả hai tứ quả. Đó cũng là lý do một số chư vị a la hán tu thiền sắc và vô sắc. Năm tâm tố sắc giới. Một tâm tố sơ thiền sắc giới với tầm tứ hỷ lạc định. Vi tắc các vi cha ra bì ti su khề cách Gatasahi tăng Bathamacha Nakiriyachit tăng. Hai tâm tố nhị thiền sắc giới với tứ hỷ lạc định. Vicha Rabbi Tisukhe Kap Gatasahi tăng Dutiyacha Nakiriyachit tăng. Ba tâm tố tam thiền sắc giới với hỷ lạc định. Piti Sukhe Kap Gatasahi Tăng Tati Chep Cha Nakiriya Chit Tăng. 4. Tâm tố tứ thiền sắc giới với lạc định. Sukhe Kap Gatasahi Tăng Chatut Thap Cha Nakiriya Chit Tăng. 5. Tâm tố ngũ thiền sắc giới xả định.
Ubek khe kap katam sahitang bằng chăm mắt cha nakiriya chít tăng. Ngữ và nghĩa: chữ luyện thông là một cách nói khác cho sự tôi luyện tâm diệu trí afinyana, tạo nên những năng lượng siêu nhiên như thiên nhãn thông, thiên nhị thông, ta thanh thông, vân vân, nhiều khi gọi là thần thông. Nhưng thật ra trong Phật học, thần thông không là khả năng biến hóa như động thổ, thăng thiên, hóa hiện nhiều thân, vân vân, là một trong lục thông. Nên cẩn thận. Phật ngữ cha ná được người Trung Hoa âm là chan, người Nhật gọi là zen, người Việt gọi là thiền. Mặc dù có cùng ngữ nguyên nhưng cách hiểu có nhiều khác biệt. Trong phạm vi bài học này chỉ có thể nói đại khái là cha ná trong kinh điển Pali thuộc Samathi. Samathi thiền chỉ. Trong lúc chữ thiền chan zen thì không nói nhiều về thiền chỉ. Thử dùng khái niệm quen thuộc. Một đặc tính của cha ná là thuần phục. Một người thạo việc có thể bắt đầu từ bất cứ công đoạn nào một cách thoải mái. Trong lúc một người không thành thạo thường khi phải đi lại từ đầu. Sức nhập tự tại là đặc tính của cha ná. Những điểm cần nhớ: tâm thiện sắc giới nếu bị hoại trước khi lâm chung không thể tạo tâm quả. Sự tương ứng giữa tâm quả sắc giới và cõi thọ sanh mang tánh có định, không giống như tâm dục giới. Chư vị A-la-hán tu thiền chỉ đơn thuần để thể nhập tam muội định, không có tạo quả luân hồi. Các loại tâm sắc giới trong biểu đồ chư pháp. Các loại tâm sắc giới trong biểu đồ chư pháp. Dạ, kính mời quý vị vào trang Pháp Luân Net hoặc thì sẽ thấy được điều sắp nói và điều đã nói và điều sắp nói. Bài học trước là tâm sắc giới, bài học tiếp theo sẽ là tâm vô sắc giới. Dạ, bản chánh văn đến đây đã hết. Con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ cảm ơn Đăng Nhà Nguyệt. Dạ, con kính nhân Minh Tránh Sư ạ. Nam mô Bụt Tha. Kính đảnh lễ thượng tọa Thượng Sư, đảnh lễ chư Tôn Đức Thanh Chào tất cả Phật tử. Thưa quý vị, chúng ta thường có thói quen học theo kinh Tạng đó là mình học bài nào thì mới nghe bài đó. Nhưng mà khi mà mình học Thắng Pháp Tạng thì chúng ta học nguyên một giáo trình, và do mình học nguyên một giáo trình nên chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra rằng cái trước và cái sau nó có liên hệ với nhau. Ví dụ như là chúng ta đã học qua tâm dục giới và bây giờ học qua tâm sắc giới, thì do học tập sắc giới thì chúng ta sẽ hiểu nhiều hơn về tập dục giới, và khi hiểu về tập dục giới thì chúng ta sẽ hiểu thêm về tập sắc giới. Đây là một điểm rất là quan trọng để chúng ta nhớ tại sao chúng ta không thể học rời rạc, học riêng lẻ mà phải học chung toàn bộ như vậy. Thưa quý vị, tuần trước chúng ta đã có nói về tâm sắc giới trong ý nghĩa tổng quát. Hôm nay thì chúng ta đi vào các loại tâm sắc giới.
Và nếu chúng ta nhớ ở trong tâm dục giới tịnh hảo thì có ba là tâm thiền dục giới tịnh hảo, trong quả dục giới tịnh hảo và trong tố dục giới tịnh hảo, trong duy tác. Thì trong bài học này chúng ta cũng có ba là tâm thiền sắc giới, tâm quả sắc giới và tâm duy tác sắc giới. Trên phương diện nào đó thì ba thứ tâm này cũng giống như vậy, là tâm thiện sắc giới. Thứ nhất khi nói đến tâm thiện sắc giới là cái tâm có khả năng sanh quả, và tâm thiện tạo ra tâm quả. Thì tâm dục giới cũng vậy, nhưng mà tâm sắc giới cũng vậy. Nhưng mà ở trong thiền định đó, nó khác với đời sống hàng ngày của chúng ta. Nó khác ở điểm nào? Nó khác ở điểm là một người mà ngày mai này họ đi chùa làm lễ khai tăng, và hôm nay họ phát tâm, dạ, họ phát tâm là họ muốn làm lễ khai tăng, thì sự phát tâm đó được xem là tâm thiện dục giới. Mặc dù mới có ý định sân khởi là mình sẽ đi làm lễ trai tâm, hay là bây giờ chúng tôi nói một cách khác cho dễ, cho gần hơn là quý vị muốn đi làm từ thiện. Như tuần này chúng tôi đi làm từ thiện ở bên Louisiana, giúp cho những người nạn nhân của bão Laura chẳng hạn. Thì mình mới nghe cái chuyện là những người bên đó họ đang gặp khó khăn, họ thiếu những thức ăn Á Châu, giờ mình muốn mang qua mình giúp cho họ đó. Thì cái sự khởi tâm đó nó đã tính là tâm thiện dục giới. Và trong lúc mà đang chuẩn bị, cũng như là lúc mà mình lái xe qua bên đó, mang đồ bên đó, mình phát thì tất cả đều là tâm thiện, từ lúc mà khởi tâm cho đến lúc đang thực hiện. Nhưng mà tâm thiện sắc giới thì không phải. Tâm thiện sắc giới nó là một thứ tâm thiền chứng, tức là một thứ tâm hoàn chỉnh. Ở trong lúc một người đang thực tập, đang tu tập thiền đó, thì họ không tu tập bằng tâm sắc giới. Ví dụ như là họ đang dùng một cái kasina, tức là một cái vật thể để họ gom tâm vào. Trong lúc họ đang huân tập và gom tâm vào, thì cái tâm đó họ dùng cái tâm thiện dục giới. Nhưng mà khi mà đạt đến cái tâm sơ thiền đó, thì tâm sơ thiền đó, nó là một cái tâm đã hoàn chỉnh ở cái tầng sơ thiền. Nói một cách khác là ở trong tâm dục giới thì lúc mình đi học và lúc mình thi đậu, thi đỗ ra đó, thì đó là một thứ tâm. Nhưng mà ở trong tâm thiền sắc giới thì vô sắc, thì nó là một cái thứ tâm đã học xong rồi, chứ không phải là trong lúc mà đang huân tập. Cái chữ chana, chana mà chúng ta gọi là chan hay là thiền, đúng nghĩa trong Phật học đó là cái khả năng có thể đối trị hoặc đối nghịch bằng sự thuần thục. Bằng sự thuần thục ở đây nghĩa là một cái trạng thái tâm hoàn toàn có thể chín chắn đạt đến cái cảnh giới đó, chứ không còn là trong cái giai đoạn mà tôi luyện nữa. Quý Phật tử học mà thắng pháp thì quý vị nên lưu ý về điểm này, là khi mà nói đến tâm thiện sắc giới, có nhiều người hiểu lầm đó là tâm tu thiền sắc giới. Không phải. Tâm thiện đó là cái tâm mà đã chứng thiền sắc giới, còn cái tâm tu thiền sắc giới thì ta tu bằng tâm dục giới tịnh hảo, hợp lý, hay nói cách khác là tâm thiện dục giới tịnh hảo hợp trí, tâm đại thiện dục giới tịnh hảo hợp trí, chứ không phải là bằng tâm sơ thiền. Tâm sơ thiền nó đã trở thành một cái gì thuần thục, thành thạo, trưởng thành thật sự. Thì một cái dấu hiệu mà quan trọng, nếu mà chúng ta học vào Phật học, và điểm này nếu chúng ta học vào kinh Tạng Pali thì có khác với Phật giáo Bắc truyền, khác với
Phật giáo của Hán Tạng đó, là đối với đạo quả đó, thì quả vị Tu Đà Hoàn được nói rất nhiều. Và đối với các tầng thiền đó, thì mặc dù sơ thiền là tầng thiền thấp, nhưng mà nó là một cái khúc quanh, một cái khúc quanh của cuộc sống. Nó là một bước ngoặt rất là lớn. Nó giống như là khi mà chúng ta mới vào trong đại học thì là năm thứ nhất, tức là freshman, là cái người mới vào đại học. Nhưng freshman đó, là cái năm mà nó lại rất là khác biệt với những năm sophomore hay là senior về sau này. Freshman là năm đầu tiên, nhưng mà cách học chúng ta hoàn toàn khác. Một cái vị từ phàm sang thánh chứng Tu Đà Hoàn thì đó là một khúc quanh, bước mặt ngoặt hoàn toàn khác. Một cái vị sống bằng tâm dục giới chưa bao giờ chứng thiền và có khả năng thể nhập vào thiền, sơ thiền, thì đó là một cái trạng, một cái khúc quanh lớn ở trong cuộc đời. Nó lớn là ở chỗ nào? Ở chỗ đó là Đức Phật dạy rằng đó là một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Tại sao cái câu mà hỷ lạc do ly dục sanh đó là quan trọng? Bởi vì thưa quý vị, chúng ta sống trong cõi dục giới, như là tất cả chúng ta đang nói chuyện ở đây, thì cái trạng thái hạnh phúc ở trong cái căn bản đó, nó là ý muốn và được đáp ứng ý muốn đó. Chúng tôi lấy một ví dụ là buổi sáng chúng tôi thức dậy, chúng tôi muốn uống cà phê và có được ly cà phê thì chúng tôi hạnh phúc. Mà nếu chúng tôi sáng thức dậy mà muốn uống cà phê mà không được uống cà phê thì thật sự quý vị thấy không hạnh phúc. Thì một người mà chưa có chứng thiền ấy, và như chúng ta sống bằng cái bản năng hay là chúng ta sống bằng cái tâm tự nhiên ấy, thì chúng ta đều có một cái trạng thái gọi là khao khát và thỏa mãn được khao khát đó. Mình muốn ăn ngon, có người cho đồ ăn ngon mình cảm thấy hạnh phúc. Muốn mặc đẹp mà có người cho mình quần áo hay mình tìm được quần áo mặc hạnh phúc. Hay mình muốn lái xe ra bên ngoài mà mình có thể làm được như vậy mình hạnh phúc. Mình muốn đi ra ngoài ngắm cảnh mà mình có thể đi lại được là hạnh phúc. Thì những gì mà chúng ta có, những gì mà chúng ta được ở trong tâm dục giới đó, nó có một cái bản chất, đó là một cái chuyện vay mượn hay là phải được cung ứng. Nhưng mà nếu một khi mà những cái nguồn cung ứng như là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon mà không có đó, thì chúng ta không hạnh phúc. Tại vì sao vậy? Hạnh phúc đến từ những cái nguồn cung ứng đó. Cái tâm thiền thì ngược lại, tâm thiền tự nó là một niềm hạnh phúc. Và như tầm tứ hỷ lạc định, cái hỷ lạc đó nó không phải là một cái sự đi truy cầu và sự đáp ứng giống như là tâm dục giới. Và điều này chúng ta nên hiểu. Bởi vì chúng tôi tạm dùng cái thí dụ như vậy. Ở cái tuổi nào đó trong cuộc đời chúng ta đó, chúng ta cần có bạn bè, dù là những đứa bạn rất là thông thường. Nhưng mà chúng tôi nhớ hồi còn nhỏ, mà buổi trưa nếu mà không có đi chơi với những người bạn cùng xóm, lân la đi bơi lội hay đánh đáo, hay là nói chung là hồi còn trẻ đó, thì dù gặp mấy đứa bạn không làm chuyện gì đàng hoàng hết, không làm chuyện gì nghiêm trọng hết, nhưng mà có mấy đứa bạn thì mình hạnh phúc. Mà buổi trưa nào mà không gặp mấy đứa bạn thì cảm thấy nó buồn. Thì như vậy cái trạng thái hạnh phúc của tuổi thơ lúc đó đó là khi mình sống một mình chán lắm, rất là chán. Nhưng mà khi bây giờ lớn lên, ngày nào mà có người hẹn để gặp hay là có chuyện phải làm thì đi làm đi. Nhưng mà những lúc mà không có chuyện gì để gặp đó, trở về sống một mình đó, thì cảm thấy hạnh phúc hơn, bởi mình có nhiều thời giờ hơn. Thì đây là một điểm rất là khó để chúng ta hiểu, là tất cả những hạnh phúc mà chúng ta có cuộc sống hàng ngày bây giờ đó đều là thứ hạnh phúc vay mượn từ ngoại cảnh hay từ một cái nguồn cung ứng nào đó. Và cái nguồn cung ứng nó không phải là bất tận. Ví dụ như nghe nhạc là hạnh phúc. Nhưng mà
chúng ta không thể nào nghe hoài một nốt nhạc hay một tiết tấu hay một người hát, mà chúng ta phải có người hát và cái người sáng tác nhạc, rồi họ trình diễn những cái bản nhạc đó, họ phô diễn bản nhạc đó qua cái lời của họ, họ gửi lên trên YouTube, họ gửi trên đĩa CD, DVD để chúng ta nghe. Và với tưởng tượng là một người rất thích âm nhạc nhưng mà họ sống ở trong rừng, mà lúc bây giờ họ không thể có máy móc để nghe nhạc được, mà bản thân cũng không thể hát được, họ cảm thấy rất là buồn. Họ cảm thấy rất buồn, tại sao cái nguồn cung ứng về âm nhạc không có được. Thực ra khi mà chúng ta học về tâm thiền thì chúng ta hiểu là có hai thứ hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc là phải được cung ứng, và một thứ hạnh phúc là tự nó đã là hạnh phúc, tự nó đã làm sướng buồn an lạc. Và cái này khó lắm thưa quý vị, khó hiểu lắm. Mình luôn luôn mình hiểu rằng hạnh phúc ở trong lòng mình, có thể có những hạnh phúc mà người ta gọi là hạnh phúc đơn sơ, nhưng mà thật ra không phải đơn sơ đâu, nó luôn luôn phải có một cái gì đó chứ không thể tự nó hạnh phúc được. Rồi đó là sự khác biệt giữa tâm dục giới và tâm thiền. Chúng tôi xin nhắc lại là cái tâm sơ thiền nó là một bước ngoặt lớn từ cái hạnh phúc mà do ham muốn và được đáp ứng trở thành một thứ hạnh phúc do không ham muốn, do ly dục sanh. Đa số con người chúng ta nghĩ rằng một khi mà chúng ta diệt dục, hay ta dùng chữ ở ngoài đời ta đó là diệt dục hay là ly dục, là mình sợ nó không có gì hạnh phúc. Nhưng mà nói theo một cái cách chuyên môn thì cái hạnh phúc mà của dục lạc nó giống như là cái người nghèo mà đi vay tiền để mà sống vậy. Người ta cho mình mượn tiền, mình cảm thấy hạnh phúc để được mượn tiền, nhưng mà mình phải trả cái giá rất đắt, là mình phải trả tiền lại và với nợ, với tiền lời. Và do vậy một cái người mà sống mà hiểu biết thì biết rằng mình vay tiền để mà sống nó không hạnh phúc thật sự như mình nghĩ được. Nhưng mà có nhiều người trong cuộc đời này thì họ rất là hạnh phúc khi họ được vay tiền. Nhưng mà cái người thật sự hiểu thì thà là mình sống đạm bạc, thanh bần mà mình không có nợ nần, mình đỡ hơn là mình phải đi vay tiền. Mình tạm hiểu như vậy. Và chúng tôi nhắc lại là một cái đặc điểm của thiền đó, nó khác với tâm dục giới, là nó là một trạng thái thuần thục về sức dọc tự tại. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là cách đây hai hôm chúng tôi có đàm luận một chuyện với một vị hòa thượng về Phật pháp, và khi đàm luận xong thì rất là hoan hỷ. Thì bây giờ chúng tôi muốn trở lại cái trạng thái tâm hoan hỷ đó thì không được. Tại vì sao vậy? Tại vì cái cảnh mình nó khác rồi. Chúng tôi không thể có được cái tâm hoan hỷ như là lúc nói chuyện với vị hòa thượng đó, tại vì lúc đó có vị hòa thượng đó có đề tài. Và ngay cả bây giờ chúng tôi với vị hòa thượng đó có nói chuyện với nhau đi nữa thì muốn lặp lại cái niềm vui lúc đó cũng không thể có được. Tại vì sao? Nó đã khác. Đó là cái bản tính, cái đặc tính của tâm dục giới. Ở tâm dục giới là khi nó sanh lên có thể nó rất là nồng nàn, nó rất là cuồng nhiệt, nó rất là hào hứng. Nhưng mà rồi là mình muốn nó lặp lại một trạng thái như cũ thì nó không được. Nhưng mà tâm thiền thì nó lại khác. Cái của tâm thiền là sự thuần thục. Nhập thiền bằng trạng thái đó, rồi xả thiền, rồi muốn trở lại nhập thiền cũng trạng thái đó thì người ta có thể làm được. Có thể làm được. Nói một cách khác là cái việc mà xuất nhập một trạng thái đối với tâm dục giới nó là một điều không có thể có được, bởi vì nó không có đặc tính thuần thục. Về điểm này thì thì chúng ta thấy tại sao mà chúng ta không thể an lạc. Có nhiều người hay muốn lặp lại một cái
một cái cảm giác, lặp lại một cái ấn tượng, lặp lại một cái sự hào hứng. Nhưng mà rồi người ta không thể làm được những đó trong tâm dục giới được. Tạm thưa quý vị, một cái nơi rất là đẹp, một cái vườn hoa, ví dụ như chúng ta đi thăm một cái vườn hoa rất là, một công viên rất là đẹp vào một ngày mùa xuân, đi với một người bạn thân hay một nhóm người, ở bất chừng ở Victoria bên Canada chẳng hạn, rất là đẹp. Nhưng mà năm sau mình trở lại đó thì cảm giác nó đã khác, và mình muốn thể nhập vào cái trạng thái như là lần đầu tiên, và đến gặp trạng thái mình không thể thể nhập được, tại vì bây giờ nó không phải là lần đầu tiên nữa. Nhưng mà tâm thiền thì khác. Tâm thiền thì khi mình chứng sơ thiền đó, thì mình có thể trở lại thể nhập vào trạng thái sơ thiền, và mình thể xuất trạng thái đó, rồi cái xuất nhập tự tại đó, nó được tương tự như là nó tiêu biểu cho sự thuần thục. Chúng tôi hồi trước có một vị sư quen ở chùa, sư này làm thị giả cho hòa thượng. Mà sư này á, có cái mình gọi là sư ở gần hòa thượng, sư cũng nấu ăn, nhưng mà nấu không có bài bản gì hết. Tức là đang nấu, bị mở tủ lạnh ra thấy có cái gì thì bỏ vô, nêm nếm ăn được. Thì có bữa hòa thượng nói bữa nay nấu ngon, rồi hòa thượng hỏi nấu sao, nó dạ con không biết, con nấu vậy đó. Tức là khi nào ta gọi có ống ứng mà nhập thì nấu rất là ngon, bữa nấu rất là dở. Nhưng mà tại vì nấu không có công thức, thành ra muốn mình lâu lâu mà mình may mắn nấu được món ngon, nhưng mà gọi là muốn trở lại đọc lại cái trạng thái cái món ăn đó thì không có trở lại được. Nhưng mà những đầu bếp mà chuyên nghiệp đó, họ nấu họ hiểu nguyên tắc, hiểu phân lượng đó, thì dù 100 lần thì họ vẫn hiểu được, tại vì họ có sự thanh thạo, có sự thuần thục, và họ nắm rất rõ. Chúng tôi không biết là quý Phật tử có bao giờ trải qua trạng thái đó không, nhưng mà ở trong cuộc sống mà cái gì mình có thể lặp đi lặp lại mà nó vẫn không thay đổi về cái chất lượng, về cái phẩm chất của nó đó, thì mình phải thực sự hiểu, phải thực sự thành thạo và phải thực sự trưởng thành. Còn một cái người mà không có thành thạo, không có trưởng thành thì không có thuần thục, không có thành thạo trong việc đó thì họ không thể lặp đi lặp lại được. Do đó cái thiền, tâm thiền nó khác với tâm dục giới, đó là nó có khả năng xuất nhập và tự tại. Và thưa quý vị, nhưng mà một trong những đặc tính của thiền mà về điểm này đó, thì cái tâm dục giới nó lại xem ra nó có phần to giản hơn, linh động hơn. Đó là thiền định đó, thì đòi hỏi cái trạng thái gọi là liên tục không gián đoạn. Khi mà nói liên tục không gián đoạn á, có nghĩa là nếu mà nó bị có khoảng cách thì nó sẽ không có thành tựu được. Chúng tôi lấy một cái ví dụ mà các nhà thiền sư hay nói về thiền định, đó là mình nấu cơm á, nó đòi hỏi phải liên tục. Vì nào đã nấu cơm mà bằng củi đó, khi mà chúng tôi còn nhỏ, thưa quý vị, thỉnh thoảng mình lười á, không có chuẩn bị củi củi khô, gần tới giờ nấu cơm á, thì mới nhóm bếp, và khi nhóm bếp thì mới đi kiếm củi. Có khi nấu nửa chừng thì cái củi nó tươi quá, nó không cháy, thành ra ngưng ở đó, phải chạy ra ngoài vườn, phải chạy ra ngoài ở ngoài đâu đó kiếm cái gì đem về để đốt củi. Thì mình còn nhỏ mà, mình ra bên ngoài đi kiếm củi nó hơi lâu chút rồi, và cái lửa nó tắt đi, thì mình trở về mình nhóm bếp lại, mình đốt lại. Cái thời gian nó quá lâu á, thì nó tạo nên một cái hiện tượng mà chúng tôi không biết là người ở miền khác họ gọi là chữ gì, nhưng mà ở miền Nam dùng cái chữ rất là cười, gọi là chữ nó bị sình. Cơm nó bị sình. Bị sình có nghĩa là nó nấu dở dang nửa chừng rồi nó nghỉ đi, không có liên tục, thành ra cơm nó bị hư. Và vì vậy nấu cơm á, thì nó đòi hỏi cái sự liên tục.
mà nấu chút rồi tắt, tắt rồi sau đó nấu lại, thì thưa quý vị, nó mất cái yếu tố gọi là vô gián, vô gián định hay yếu tố liên tục. Và khi nó không yếu tố liên tục đó thì nó bị hỏng chuyện. Nó bị hỏng chuyện. Thì ngày Shilananda đó, ngài có đưa ra cái ví dụ là ở trong cuộc sống của chúng ta là có hai thứ sự nghiệp. Một cái thứ sự nghiệp về tinh thần, ví dụ như là mình đầu tư thời giờ cuộc sống vào trong văn chương, chữ nghĩa, triết học, thì cho dù mình đi lưu lạc 2-3 năm mình không đụng đến đi nữa, thì sau 2-3 năm đó thì mình trở lại đó, thì nó vẫn còn. Dạ, nó vẫn còn. Nhưng mà nếu cái sự nghiệp của mình là một cơ sở thương mại, mà trong thời kỳ đại dịch mà mình đóng cửa, như nhà hàng mình đóng cửa 5 tháng, 3 tháng, thì sau khi mình mở cửa lại thì nó không thể tiếp tục như trước được nữa. Tại vì cái bản chất của cái công việc thương mại đó, nó đòi hỏi tính cách liên tục. Dạ. Không có ai mà làm một cơ sở thương mại, khách lui tới mà mình đóng cửa 5-7 tháng rồi mở cửa mà giống như trước được. Tại vì cái tính chất của nó là nó cần cái sự liên tục. Dạ. Cần sự liên tục. Cái liên tục đó, liên tục không gián đoạn đó là cái yếu tố của thiền. Vì vậy, trong cái tâm dục giới, như bây giờ mình đi hành hương qua đất Phật, qua Ấn Độ đến chỗ Bồ Đề Đạo Tràng, đến chỗ Phật Chuyển Pháp Luân, mình phát tâm quan hỷ thiện tông rất là sung mãn, rồi mình trở về nhà, sau đó có khi 3-4 năm mình không có nhớ nghĩ về chuyến đi hành hương, nhưng mà vào cái giờ phút lâm chung tự nhiên trong lúc mình nhớ rằng mình đã từng đi hành hương, mình nhớ lời sanh tâm hoan hỷ, thì cái tâm lành mà lúc hành hương nó vẫn trổ quả. Đợt nó vẫn trổ quả mặc dù có thời gian 3-4 năm mình không nghĩ tới. Cái tâm sắc, tâm dục giới đó, về phương diện mà co giãn linh động thì nó linh động hơn nhiều, bởi vì nó gọi là maha kusa chitta, và nó không đòi hỏi cái sự liên tục. Nhưng mà tâm thiền thì không phải vậy. Dạ, tâm thiền mà nếu mà chúng ta không có liên tục, dạ, không có liên tục, không thể nào mà bây giờ mình tu tập chứng sơ thiền rồi mình bỏ xó đó, rồi thời gian 5-7 năm sau mình tu trở lại đó, mà mình có thể có được cái trạng thái sơ thiền đó được, khi nó đã hoại thiền rồi, thì cái tâm thiền nó đòi hỏi sự liên tục. Hay hoặc là trước đây có nghe người ta nói về những người tập thể lực á, quý vị biết là có những người tập thể lực họ tập về cơ bắp này nọ đó, nó đòi hỏi một cái quá trình tập luyện liên tục. Dạ, nếu mà mình tập luyện khoảng được 1-2 năm mà mình có cơ bắp ở trên người mình rồi, có thân thể rất là đẹp, nhưng mà rồi bỏ đi vài ba năm sau mình không có tập luyện thường xuyên mỗi ngày, thì thưa quý vị, cái không thường xuyên đó nó cho chúng ta một khi chúng ta không thường xuyên thì mình không đạt được cái yêu cầu, tại vì cái ngành đó nó đòi hỏi sự liên tục, thì tâm thiền nó cũng phải như vậy. Khi mà nói đến tâm thiền sắc giới và thiền vô sắc thì chúng ta không nên hiểu là mình sanh lên cõi sơ thiền rồi mới tu cõi gì, sanh cõi thiền mới sanh cõi tam thiền. Có nhiều người nghĩ như vậy, không phải. Những trạng thái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền có thể chứng đắc ngay ở trong kiếp hiện tại này. Dạ. Ngay ở trong kiếp hiện tại, tức là có người tu sơ thiền nhưng mà sau đó họ không tiến bộ, họ vẫn giữ tâm sơ thiền, họ sanh về cõi sơ thiền. Nhưng mà có những người ở trong bị sanh cõi sơ, nhị, tam, tứ, họ đều thành tựu hết, họ đều đắc chứng cả 5 tầng thiền nữa ngay trong kiếp hiện tại. Tuy nhiên nó cũng có trường hợp là ở trong kinh ghi họ chứng đắc đến ngũ thiền, như là Devadatta hay là Sunakata, chứng ngũ thiền và có thần thông, có luyện thông, tức là có những cái năng lực siêu nhiên, nhưng rồi sau đó hoại thiền,
tức là do vì danh, vì lợi, vì cái nghiệp chướng hay vì những gì đó, nó hoại thiền đi. Thì cái chuyện mà hoại thiền đó, ở trong tâm thiền sắc giới, nó rất là khác đối với tâm thiện dục giới. Tâm thiện dục giới nó không có cái trường hợp mà hoại mà rõ rệt như là chúng ta nghĩ. Nó không có rõ rệt như vậy. Bây giờ có một thời gian Phật tử phát tâm đi chùa, rồi một thời gian sau tự nhiên không đi chùa nữa. Không đi chùa nữa. Thì cái quả phúc, cái ảnh hưởng của chị không đi chùa nó vẫn có thể có nếu mà người đó không đi chùa. Nhưng mà trong tâm thiền thì không phải. Một khi đã hoại thiền rồi đó, thì cái năng lực của thiền định đó nó không có được. Tại vì thiền nó cần cái sự thành thục, nó cần cái sự chứng đạt, và nó có nhiều lý do để bị hoại. Bởi vì ở trong trong sớ giải đó, thì nói về những cái thiền sắc giới và thiền vô sắc, nó giống như đá đè cỏ. Tức là tạm thời cái cỏ đó mà mình lấy cục đá dằn lên thì cỏ không mọc, nhưng mà lấy tảng đá đi chỗ khác thì cỏ vẫn mọc lại. Tại vì cỏ nó không có tiêu diệt, nó không có tận diệt hoàn toàn. Thì thường thường ở trong kinh có đề cập đến hai cái trạng thái gọi là tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Tâm giải thoát tức là dựa trên cái gọi là định lực, thì gọi là samatha, và tuệ giải thoát dựa trên niệm, dựa trên sự quán chiếu, gọi là vipassana. Thì cái sự khác biệt giữa định và niệm đó là định cần cái sự liên tục, và định đó, dù có chứng đắc rồi vẫn có thể hoại. Giống như trường hợp của Tỳ kheo Đề Bà Đạt Đa, có chứng đắc ngũ thiền rồi nhưng vẫn hoại. Nhưng mà cái sự chứng đắc của tuệ giải thoát đó, như là chứng sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, mà chúng ta gọi là tu đà huần, tu đà hàm, a na hàm, a la hán, thì nó không thể hoại được. Nó không thể hoại được. Đạt đến chỗ đó, người ta có một cái thí dụ như vậy rồi. Mình tu tập về thiền chứng sắc giới, vô sắc giới, như là một người mà làm giàu bằng tiền bạc. Làm giàu tiền bạc thì ở Mỹ thì có nhiều người từng là triệu phú, nhưng mà rồi khi thị trường cổ phiếu xuống, hay là họ vì lý do gì đó, thì họ khánh định họ phải đi làm công trở lại. Ở trong đời chúng tôi đã từng gặp những người đó, thưa quý vị. Họ đã từng có trong tay mấy chục triệu, nhưng mà vì lý do bài bạc, hay là lý do họ đầu tư sai, rồi bây giờ họ phá sản. Sau khi phá sản họ đi làm việc tay chân làm công trở lại. Trong trường hợp một cái người tạo ra sự nghiệp tinh thần, ví dụ như họ không tạo ra tiền bạc, nhưng mà họ học hành, trau dồi kiến thức, trau dồi nhân cách, trau dồi trình độ, thì cái trình độ kiến thức họ rất là khó bị hoại. Cho dù cái thăng trầm của cuộc sống, bởi vì cái trí tuệ nó là một cái sự nghiệp. Trí tuệ là một cái sự nghiệp mà nó không có bị dễ bị khánh thận như là trường hợp mà tiền bạc là sự nghiệp. Nếu mà tiền bạc sự nghiệp thì nó dễ bị khánh thận. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta tu thiền chỉ samatha để đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, thì dù sắc giới hay vô sắc, thì thưa quý vị, nó có một vấn đề là nếu nó hoại đi và nếu nó không liên tục thì nó không có thành tựu tâm quả. Như Đề Bà Đạt Đa đã từng chứng ngũ thiền, nhưng mà khi chết do cái nghiệp xấu sanh vào địa ngục thì cái tâm ngũ thiền nó không trổ quả được, không sanh vào phạm thiên được. Vì vậy cái tâm thiền đó nó cần sự liên tục cho đến chết thì mới trổ quả. Nhưng mà tâm thiền đó nó vẫn có khả năng bị hoại, mặc dù lúc đó nó rất là mạnh. Cũng giống như là quý vị thấy rằng có hai người trong cuộc đời, một cái người mới học xong trung học nhảy ra đi làm ăn mở nhà hàng, thì có thể rằng nhà hàng nó thành công, họ sống rất là sung sướng, giàu có, đi xa mới, tiền bạc rủng rỉnh, thấy rất là ngon lành. Và một người khác thì cứ chúi đầu vào ráng học, học ra có cái bằng tiến sĩ chẳng hạn. Thì có thể là cái vị mà có bằng tiến sĩ thì
thì thật sự không có oai phong, không có nhiều tiền bạc giống như một người làm chủ của nhà hàng, mà nhà hàng đó nó giàu có. Nhưng mà rồi khi mà bệnh dịch đến á, thì cái nhà hàng không làm ăn được á, thì cái việc mà thành công về phương diện tiền bạc á, nó lại kém cạnh hơn rất nhiều so với cái người mà đã bỏ thì giờ đi học làm tiến sĩ. Ra tiến sĩ rồi thì dù bệnh dịch đến hay không đến thì nó cũng không thể mất mát được, nó cũng vậy thôi. Và cái kiến thức đời của mình thì cái tuệ giải thoát và tâm giải thoát nó khác biệt như vậy. Cái tâm giải thoát đó là một cái mà chúng ta gọi là chứng những cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, thì nó có nhiều cái ảo diệu, nó nhiều ảo diệu. Nhìn chúng ta tạm dùng cái chữ ngoài đời gọi là rình rang, nhìn nó cũng lớn chuyện lắm, nhưng mà cái khả năng hoại của nó thì có nhiều. Trong lúc đó một cái vị chứng tuệ giải thoát như là ông Cốc Cô Độc hay bà Quý Sa Kha, thì cho dù cách gì đi nữa thì cái đó nó không hoại được, đã chứng thì chỉ có đi cao hơn chứ không thể thấp hơn được. Là đã có cái sự khác biệt giữa tâm tâm thiện, tâm thiền, thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ và thiền quán như vậy. Thưa quý vị, có một cái điểm mà mình nên nhắc lại ở tại đây, quý vị không cần nhớ sâu lắm, là theo ở trong Thắng Pháp đó, thì nếu mà chúng ta muốn luyện luyện thông, luyện thông đó, thì như là thiên nhãn thông, thiên nhị thông, tha tâm thông, biến hòa thông, vân vân, thì những cái khả năng siêu nhiên này đó, chỉ có thể luyện được khi mà vị đã chứng đắc tới cái trạng thái gọi là ngũ thiệt, ngũ thiền ở trong trong Thắng Pháp được ở trong. Tại vì sao? Tại vì trong cái tâm ngũ thiền đó nó đạt đến cái trạng thái gọi là xả và định. Xả và định nó là một trạng thái tâm mùi định mà có khả năng biến mãn, và nó không còn ở trong cái lạc và định nữa. Cái hỷ lạc nó giới hạn tâm lại ở trong một đối tượng, nhưng mà khi xả và định đó, thì cái tâm đó nó có thể biến mãn diệu dụng. Và vì vậy á, ở trong cái năng lực siêu nhiên đó, thì ở trong kinh gọi là Aphinya, Aphinya đó, thì Aphinya đó chúng ta gọi là diệu trí hay là thắng trí. Thắng trí ở đây không phải là thứ trí tuệ giác ngộ giải thoát, mà thắng trí ở đây tức là một cái khả năng gọi là một cái kỹ xảo, một cái ảo mà biết rõ. Chúng tôi tạm thí dụ như là một cái nhà ảo thuật đó, một người ảo thuật, họ rất là giỏi về cái kỹ xảo, và họ có thể làm nhanh khiến cho mọi người rất là thích thú mặc dù mình biết chuyện đó không thật. Thì cái kỹ xảo này nó phải đạt đến một cái trình độ rất là cao, rất là cao của một cái tâm thuật. Về phương diện tâm thuật phải đạt đến cao là ngũ thiệt. Rất, khi mà mình học về tâm sắc giới đó, thì chúng ta nên lưu ý rằng từ tâm dục giới mà chứng sơ thiền đó, thì vì đó đi một bước ngoặt là đạt đến trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, và cái đoạn cuối là tâm ngũ thiền sắc giới đó, thì là cái tâm đó có thể luyện những năng lực siêu nhiên gọi là ngũ thông, gọi là ngũ thông, như là thiên nhãn, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, biến hóa thông. Thì những cái này phải luyện, nếu không luyện thì không phải vị nào chứng thiền có thần thông hết. Ví dụ như là một vị chứng đắc ngũ thiền rồi mà muốn được cái tha tâm thông, tức là đọc cái tâm của người khác, thì vị đó cũng phải tập luyện, nhưng mà luyện phải có cơ sở là tâm ngũ thiền. Chúng tôi chỉ nói đại khái không nói sâu, là với một người mà muốn luyện những năng lực siêu nhiên gọi là ngũ thông đó, thì vị đó phải chứng được ngũ thiền và phải có tu luyện để đạt được cái thông đó. Có trường hợp như Sunakkhata là một có thời gian theo Đức Phật cũng tu thiền, nhưng mà vì luyện được thiên nhãn mà không đạt được thiên nhị, là bởi vì cái nghiệp trong quá khứ đã từng làm điếc tai một vị Phật độc giác, thì làm hỏng cái màng nhĩ, bắn vào màng nhĩ vị Phật độc giác, và kiếp này không bao giờ có thể chứng được thiên nhị thông. Thì
mỗi một cái năng lực siêu nhiên thì nó cũng có, nó cũng đều phải phải luyện hết. Dạ, nhưng cái luyện nó dựa trên cơ sở của tâm bụi định, mà tâm bụi định đó chúng ta gọi là ngũ thiền, phải là tâm bụi định rất là cao. Trong một cái điểm sau cùng mà chúng tôi muốn đề cập về tâm sắc giới đó, là một cái vị chứng ngũ thiền rồi vẫn có thể vào ở trong trạng thái, nhập vào trạng thái sơ thiền, an trú trong trạng thái sơ thiền được, có thể nhập vào trạng thái nhị thiền và ở trong trạng thái nhị thiền được, gọi là xuất nhập tự tại, chứ không phải là mình đã đạt đến trạng thái ngũ thiền rồi thì kể như mình đã đi qua những cái kia mình không trở lại. Ví dụ như là một cái vị a la hán thì không thể nào trở lại cái tâm sơ đạo sơ quả được hết, tại vì cái tâm vị đó đã cao hơn rồi, các vị không trở lại trạng thái sơ đạo sơ quả được. Nhưng mà trong cái thiền chỉ đó, thì một cái vị mà nhập vào chứng nhập ngũ thiền có thể trở lại sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Ở đây chúng tôi dùng một cái ví dụ trong đời sống hàng ngày để chúng ta có thể nhận ra được là nếu quý Phật tử đi chùa, đi chùa mà đã đi lâu rồi, thì quý vị nghe pháp hay tụng kinh bằng cái tâm của một người hiểu đạo rồi, mà quý vị muốn trở lại một cái trạng thái sơ cơ, lúc mới đi chùa chưa biết gì hết, thì quý vị không thể trở lại trạng thái đó được. Tại vì sao vậy? Là tại vì một người đã đi qua chặng đường đó rồi thì không thể nào có cái trạng thái ngỡ ngàng hay là trạng thái hưng phấn của người mới bắt đầu được. Thì trường hợp đó được ví dụ như là cái tâm đắc đạo chứng quả, một vị A-la-hán không thể nào trở lại cái tâm sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Nhưng một người tu thiền chỉ đó thì giống như là một người đi đường, nó có nhiều cái chặng, thì khi người đó quay trở lại đó thì vị đó vẫn có thể ở chặng đầu, chặng giữa, chặng tiếp theo và chặng cuối, chặng nào vị này qua ở lại được hết, tại vì cái trạng thái thiền nó lại, cái thiền chỉ nó khác với thiền quán. Thiền chỉ rất là khác với thiền quán, nó không có nó tức là khi mà đã đi qua các tầng thiền rồi đó thì muốn thể nhập trạng thái nào cũng được. Như là Đức Thế Tôn của chúng ta lúc ngày sắp viên tịch, thì ngày viên tịch cho cách gọi là Niết Bàn Liên Thiền, là ngày nhập vào sơ thiền, xuất sơ thiền, nhập nhị thiền, xuất nhị thiền, nhập tam thiền, xuất thiền, rồi tới thiền nhập xuất nhập thiền sắc giới, xuất thiền nhập thiền vô sắc, xuất thiền vô sắc, ngày trở lại, trở đi trở lại gọi là xuất nhập tương tại. Thì lúc đó cái tâm của ngài nó hoàn toàn tùy theo cái ngày có thể dụng tâm theo cái sở quyền, tức là ngày muốn thế nào thì có thể ăn trạng thái đó. Đó là trạng thái thiền chỉ. Thiền chỉ và thiền quán nó khác nhau như vậy. Thì thưa quý vị, tâm thiện sắc giới nó có năm thứ tâm, mà hôm trước chúng tôi có nói rằng trong thiền sắc giới thì có tầm tứ hỷ lạc định, nó đủ năm chi thiền. Một khi thuần thục thì bỏ cái tâm đi, còn tứ hỷ lạc định gọi là nhị thiền. Thuần thục hơn nữa, cao hơn nữa thì bỏ đi cái hỷ còn lạc và định ở tâm tứ thiền. Và thuần thục hơn nữa đó thì không còn cái lạc nữa, mà chỉ còn thay vào đó là xả và định thôi. Thì chúng tôi có một cái ví dụ tuần trước mà quý Phật tử có nghe đó, là một khi mà chúng ta mới học một ngôn ngữ thì chúng ta đặt câu và nói đó, thì mình hay nghĩ đến chữ, chữ này dịch sang chữ kia rồi ráp câu rồi phải nói thế nào. Nhưng mà những cái công đoạn đó, những cái lĩnh vực đó, khi mà chúng ta nói quen nói thạo rồi đó thì chúng ta nói bằng phản xạ. Phản xạ tức là không cần tìm chữ, không cần chuyển dịch, không cần ráp câu, mà chỉ phản ứng thôi. Phản ứng thì cái tâm thiền, và đối với các chi thiền cũng vậy. Ở trạng thái đầu thì có đủ cái năm chi thiền,
mà tu càng cao á thì nó càng giảm bớt. Tu càng cao càng giảm bớt. Năm chi thiền này và sự giảm bớt của các chi thiền đã được trình bày trong bài học trước, là chúng tôi không có trở lại. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta bước qua tâm quả sắc giới. Tâm quả sắc giới thì nó chỉ là ba việc đơn thuần, đó là tục sanh, tiềm thức và mệnh chung của các vị phạm thiên. Và tâm quả này nó chỉ có ở các cõi phạm thiên thôi. Ví dụ như là mình chứng sơ thiền, mình sanh về cõi phạm thiên thì tâm quả sơ thiền đó, nó là cái tâm tục sinh, là khởi đầu kiếp sống ở đó. Và bởi vì đó là tâm tục sinh, nó trở thành một thứ tâm tiềm thức. Và bởi vì đó là tâm tiềm thức, thành ra nó cũng làm cái việc gọi là mệnh chung. Và cái tâm quả chỉ có ở cõi sơ thiền, ở có các cõi phạm thiên, phạm thiên sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Và đây là một cái trạng thái tâm rất là cố định, rất là cố định khi mà nó làm, nó ở trong cái cõi như vậy. Như chúng tôi nói rằng một người tu thiền mà sau đó hoại thiền thì cái tâm quả này nó không thể, nó trổ theo cách gọi là sanh báo nghiệp, tức là đời kế tiếp được, mà để nó trở thành một cái quả nghiệp đó, thì nó bắt buộc phải phải có sự liên tục, không bị hoại thiền thì mới thành tựu được. Thực ra về cái tâm quả này thì nó là việc đơn thuần là tục sinh, là tâm tiềm thức hay là hộ kiếp, và tâm mệnh chung hay tâm tử của các vị phạm thiên, thì chúng ta không có nhiều điều để cần nói về điểm này. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta bước qua cái tâm, cái loại tâm thứ ba của tâm sắc giới, đó là tâm tố sắc giới. Cái chữ tố ở đây nó cũng là chữ, chúng ta dùng chữ duy tác, hay là tâm tố, là tâm thiền của các vị A-la-hán. Thì có trường hợp các vị A-la-hán chứng thiền trước, rồi mới chứng quả A-la-hán sau. Có những vị chứng quả A-la-hán rồi mà vẫn tu thiền. Thì các ngài tu thiền, tâm thiền này không có cái khả năng tạo cái nghiệp sinh tử, không khả năng tạo tâm quả, cho vì vô minh mãi dục không còn. Các vị tu thiền chỉ đơn thuần là để thể nhập vào trạng thái tâm giải thoát. Mà trạng thái cao nhất mà chúng ta gọi là diệt khỏi tưởng định đó, thì nó cần đến cái trạng thái phi tưởng, phi phi tưởng. Phi phi tưởng đi với cái tâm, với vị A-na-hàm hay A-la-hán. Thì ở đây đó, nó chỉ đơn thuần là một cái trạng thái tâm, một trạng thái tâm tu thiền, giống như là một cái vị A-la-hán ở trong cái một cái âm thất mà các ngài cầm cái chổi quét nhà, các ngài quét nhà hay là quét tháp xá lợi cho sạch sẽ, rất là khác với chúng ta. Chúng ta quét tháp xá lợi là để làm công quả công đức, của các ngài cần làm thì cứ làm thôi, và công việc tháp xá lợi cần được quét sạch thì các ngài quét sạch thôi, chứ không có tạo ra cái quả giống như chúng ta. Thì các vị tu thiền sắc giới cũng giống vậy. Tâm thiền, một cái tâm thiền gì ở đây gọi là tâm tố. Tố ở đây là làm rất là đẹp, làm chỉ có mà làm thôi, làm chỉ có làm chứ không có tạo quả sanh tử. Thì năm tâm tố tương tự như là năm tâm thiện sắc giới. Chúng ta cũng đã từng đi qua cái ý nghĩa tâm tố trong cái tâm duy tác dục giới tịnh hảo, do đó chúng tôi không có nói nhiều thêm về điểm này. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta bước qua phần kế, là cái chữ hồi nãy chúng tôi nói về ngữ và nghĩa đó. Chúng tôi nói rằng cái tâm ngũ thiền thì hay nếu vị nào muốn sẽ dùng từ cái tâm ngũ thiền luyện thông, mà nhiều vị họ dùng cái chữ thần thông. Tôi thiên nhãn là một thần thông, thiên nhĩ thần thông, nhưng mà cái chữ thần thông trong trong Phật học ở chính gốc thì không có dùng chỗ đó. Thần thông là một ở trong ngũ thông. Ngũ thông thí dụ như là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, hay là tha tâm thông. Và đúng là cái chữ thần thông đó, trong tiếng Việt của chúng ta thì nghĩa là như là huyền thuật, năng lực siêu nhiên. Ở trong Tây Du Ký nói là Tề Thiên,
tức là tu Ngộ Không có 72 pháp thần thông, 72 quyền công, hay pháp thần thông. Thần thông nghĩa là cái khả năng siêu nhiên, nhưng mà trong Phật học thì chỉ thần thông đơn thuần là khả năng biến hóa, biến hóa không thường, ví dụ như một thân hóa ra nhiều thân, ví dụ như độn thổ, như thăng thiên đi trong nước, đó là thần thông. Nhưng mà thiên nhĩ thông khác mà thần thông khác, thiên nhãn thông khác mà thần thông khác, tha thông thông khác mà thần thông khác. Giờ quý vị chú ý là cái chữ thần thông đó, nó đơn thuần là khả năng biến hóa thôi. Tại ra sau này khi mà chúng tôi dịch, chúng ta hay dịch cái chữ là biến hóa thông, biến hóa thông thì dùng chữ thần thông. Tại vì cái chữ thần thông đôi khi chúng ta hiểu chung hết tất cả là thần thông, là năng lực siêu nhiên. Thì quả thật những cái thông này là năng lực siêu nhiên. Cái lậu thần thông không kể tại đây. Lậu thần thông không kể, tại lậu thần thông là phải làm vị đắc chứng A-la-hán đoạn thân phiền não. Ở đây chúng ta chỉ nghĩ kể đến ngũ thông thôi. Thì thần thông là một ở trong ngũ thông. Bây giờ thì có một điểm mà chúng ta nên rất là cẩn thận. Rất cẩn thận là ngày nay, thưa quý vị, chúng ta thường có một danh từ rất là phổ thông ở trong ngôn ngữ tiếng Việt và ở trong Anh ngữ, đó là chữ Zen. Người Nhật Bản đã làm chữ Zen nó trở thành một cái thương hiệu, trở thành một cái gì đó mà đôi khi người ta quên hẳn đi là Phật giáo. Nếu chúng ta sống trong văn hóa Tây phương, chữ Zen ngày nay giống như Zen Spa hay là khách sạn Zen Hotel, chữ Zen nó có nghĩa là cái gì trực tiếp, giản dị nhưng mà có chiều sâu và có giá trị. Giống như người ta nói là mình muốn master cái simplicity thì mình phải master cái sophistication, những cái gì mà rất là sophisticated, những gì mà rất là tinh vi, thì chỗ đó chúng ta mới master được cái simplicity, tức là cái gì đơn giản, cái đó gọi là Zen. Đấy, ví dụ như là một căn phòng đẹp, không nhất là bài trí nhiều, với một cái ánh sáng vừa phải, đặt một cái bình hoa Ikebana ở đúng chỗ, cành hoa cũng không cần bình hoa lớn, một vài hoa khéo sắp xếp thì nó tạo thành một cái ấn tượng rất đẹp, cái đó gọi là Zen. Thì cái đó là một cái phó sản của văn hóa Zen của Nhật Bản. Và ở một phương diện nào đó đó thì cái chữ Zen của Nhật nó từ cái chữ Chan. Chan là thiền á, ở Việt Nam gọi thiền người Trung Hoa Chan. Thì thưa quý vị, cái chữ Zen hay là Chan hay là thiền của chúng ta đó, đúng ra nó phát xuất từ cái chữ Chana. Chữ Chana đó là nghĩa là những từ nghĩa là thiền chỉ samatha, và nói đến tầm tứ hỷ lạc định về samatha. Nhưng mà cái samatha của trong kinh tạng Pali ấy, nó không giống như là Zen của Nhật Bản. Chúng ta phải phân biệt. Zen của Nhật Bản ấy, thì nó một phần nào đó nó giống như Vipassana hơn là samatha. Chúng tôi không biết là nói như vậy thì nó hơi khó hiểu không, nhưng mà đại khái là cái chuyện mà có thể giải những công án, có thể dùng với là trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật, kiến tánh là thấy rõ cái bản chất để giác ngộ đó, thì cái câu kiến tánh thành Phật đó, nó mang cái thế, nó mang chứng Vipassana hơn. Ví dụ như kiến tánh là mình thấy rằng là vô thường, khổ, vô ngã từ chỗ giác ngộ á, thì nó là Vipassana nhiều hơn Samatha. Nói như vậy nó hơi rắc rối một chút, nhưng mà chúng tôi nhớ nói vì là cũng giống như là ở trong Catholic, ở trong cái văn hóa Tây phương là ảnh hưởng Kinh Thánh, ảnh hưởng Kitô giáo, thì cái chữ meditation á, meditation mà chúng ta thường dịch cho chữ thiền định á, thì nguyên cái nghĩa chữ meditation nghĩa là cầu nguyện trong sự im lặng. Ví dụ có nhiều khi có người cầu nguyện mà cầu nguyện rất là ồn ào, lại Chúa cho con điều này, lại cho con điều kia, nhưng mà khi mà mình gọi là meditate, có nghĩa là
là mình trong sự im lặng mình cảm nhận cái mặt khải của Thượng Đế, và chỗ đó mình đến gần với Thượng Đế. Nhưng mà ở trong cái meditation của đúng trong trong Anh ngữ, nó có ý nghĩa của cái chữ gọi là Thượng Đế, có ý nghĩa cầu nguyện ở trong đó. Nhưng mà meditation ngày nay dịch chữ thiền á, thì thưa quý vị, chúng ta không có quan điểm đó. Chúng ta gọi là dịch thì gọi là tạm thôi. Thì ngày hôm nay mà chúng ta nói chữ thiền, thiền của ngôn ngữ Việt Nam, Zen của Nhật Bản và chữ Chan của Trung Hoa đó, thì chữ thiền đó đó nó có cái tính gần với Vipassana, tức là thiền quán, hơn là đề cập đến Chan á. Mặc dù chữ Zen, chữ Chan á, chữ thiền á, nó đến từ chữ Chan á, nhưng mà nó không giống Chan á. Nó không giống Samatha, Samatha mà nó giống Vipassana. Tại là khi mà đôi khi mình cũng phải cẩn thận. Dĩ nhiên là trong cái thiền quán á, nó có trong cái chana, ở trong sớ giải thì có hai, một cái gọi là aramana chana và một cái là lakkhana chana. Lakkhana chana, aramana chana đó tức là dùng những cái kasina để phát triển tâm định. Và khi mà chúng ta nói lakkhana chana đó, tức là cũng có trạng thái tầm tứ hy lạc định trong hơi thở của Vipassana. Cái chương trình chúng tôi không có đề cập nhiều đến tại đây, nhưng mà quý tử khi mà nói đến chana đó, là chúng ta nói đến năm chi thiền tầm tứ hỷ lạc định. Và năm chi thiền này đó nó là một trạng thái của samatha, và nó rất khác với Vipassana của cái trạng thái mà niệm thân thọ tâm pháp. Ở đây thì chúng ta không chỉ đi sâu vào, chúng tôi chỉ muốn nói quý vị là phải rất cẩn thận cái chữ Zen, chữ thiền, chữ Chan ở trong ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Nhật và chữ Hán. Và cái chữ thiền đúng ra đó thì nó là chữ dịch của chữ Chan á. Nhưng mà cái chữ thiền ở trong ngôn ngữ Việt, ở trong chữ Zen á, thì nó mang cái tính là gần với Vipassana, gọi là kiến tánh thành Phật, nhiều hơn là nói đến năm chi thiền tầm tứ lạc định nơi nguyên nghĩa. Thành ra phải cẩn thận một điểm này. Bây giờ thì thưa quý Phật tử, chúng tôi nhắc lại một điểm, một cái khái niệm thuần thục rồi. Đúng ra chữ cha ná là sự bào mòn hay là thiêu đốt phiền não, nhưng mà thiêu đốt phiền não nó chỉ là nghĩa nguyên sơ thôi. Một cái nghĩa quan trọng là chữ thuần thục trong xuất nhập, xuất nhập và xuất nhập tự tại. Chúng tôi muốn nói là một cái người mà đạt đến cái trạng thái là thi hào thi bá thì khi làm thơ thì cứ làm thơ, chứ không cần phải nghĩ đến niêm luật. Một người nghĩ đến niêm luật, nghĩ đến cách gieo vần, nghĩ đến tìm chữ thì người đó chưa là thi hào thi bá, chưa đạt đến thuần thục. Thì một cái đặc tính của cha ná là đạt đến thuần thục. Thuần thục như Đức Phật dạy rằng một cái người mà đẻo bánh xe, một người thợ làm chiếc xe rất giỏi thì nói phần nào thì họ cũng có thể đi ngay phần đó hết. Họ nói rất giỏi, hay là một kiến trúc sư của một cái lâu đài thì cho dù mình bắt đầu từ điểm nào thì đó cũng có thể nói được. Đó là sự thuần thục. Thì chỉ cha ná đó luôn luôn phải nhớ rằng cha ná là sự thuần thục. Thuần thục ở đây là vì nó có khả năng xuất nhập tự tại. Chứ tôi muốn kể câu chuyện này, là người ta có kể câu chuyện là có một người cậu đến thăm một cái nhà của người cháu, và cha mẹ của người cháu đi làm hết, thì người cháu mới nhờ người cậu đưa cho con đến trường. Thì ông cậu ông dẫn lên trên xe rồi nói bây giờ cậu không biết đường, con chỉ đường, như cậu chỉ lái thôi. Thì nó chỉ đường, nó đi vòng đi cũng 15 phút cũng đến trường. Nhưng mà khi ông cậu tìm bản đồ thì thấy rằng từ trường đến nhà chỉ có 5 phút thôi lái xe,
mà tại sao nó vẫn đi vòng vòng tới 15 phút? Thì khi mình đi rước khỏi nó đó, thì rằng con chỉ đi theo con đường xe bus mỗi ngày, chứ xe bus đến chở nó đến chỗ nhà nào đi rước cái này kia thì nó vẫn theo con đường nó quen mỗi ngày rồi. Thành ra khi nó chỉ ông cậu nó cũng chỉ theo đường xe bus thôi. Còn cậu dùng cái GPS đó, thì không không cần phải đi vòng như vậy. Tức là đứa nhỏ nó biết đường đi, nhưng mà nó biết cái kiểu quen với đường xe bus chở học trò, chứ nó không thể biết đường đi cái kiểu mà đi bằng xe hơi trực tiếp từ nhà đến trường. Thì tương tự như vậy, cái biết của chúng ta đôi khi nó có cái biết thành thạo và có cái biết không thành thạo. Cái biết có không thành thạo đó thì nó cần tới bài bản, nó cần đến bước thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Chúng tôi hồi nhỏ đi học Bovinam á, về thì ở trong Bovinam họ có dạy những cái đường quyền về. Chúng tôi nói từ tòa từ siêu đánh chúng tôi đi chúng tôi đỡ, mà phải đánh theo đúng thế chúng tôi mới đỡ được, còn đánh chặt cả đánh đỡ không được. Mình đánh được quyền lâu rồi từ siêu nhỏ cũng phá, đánh ngang cái chuyện gì đỡ không được. Vì sao vậy? Tại vì lúc đó mình chưa có giỏi, chưa có thuần thục. Tức là mình cũng học, nhưng mà phải đối thủ phải đánh theo kiểu đó thì mình mới đỡ được, đánh kiểu khác được. Bởi vì trong thiền người ta hay có thiền Zen của Nhật Bản, họ có một câu mà họ nói vì cái chuyện vui đó, họ nói rằng có hai chú tiểu ở trong hai thiền viện đi ra đường, thì hỏi anh đi đâu, thì chú tiểu kia cắt tới nói rằng tôi đi chỗ nào có gió, và gió sẽ di động, và tôi đi chỗ nào có gió. Thì chú tiểu kia ngỡ ngàng không biết nói sao, nên đi về hỏi ông thầy, thì thầy nói chuyện nó dễ, mà mai mốt con gặp mà nó đi chỗ nào có gió thì khỏi, nếu không có gió thì đi đâu. Dạ, thì hôm sau gặp chú tiểu kia hỏi anh đi đâu, thì nói tôi đi chỗ nào chân tôi bước. Thì chú tiểu một lần nữa lúng quay về nói ông thầy nói rằng nếu không có chỗ đi bước thì đi đâu. Dạ, chúng ta nói đối thoại thiền mà. Thì bữa thứ ba hỏi anh đi đâu, thì nói tôi đi chợ. Chú tiểu này cũng tịch ngồi luôn, không biết cả anh đi nào. Tại vì biết một câu, hỏi một câu thì chỉ báo một câu đó thôi, thì làm sao trả lời được. Tức là mình học kiểu mà chúng ta tạm gọi là học theo kiểu học đường quyền đó mà. Thì như vậy nó phải là thường tục, nó phải xa ná. Mình nhớ cái khác mà chúng ta học về xa ná đó, đó là một cái trạng thái tâm thuần thục. Dạ, tâm thuần thục. Thưa quý vị, đó là những điều mà chúng tôi muốn đề cập đến trong cái bài học về tâm sắc giới ngày hôm nay. Và ba loại tâm mà chúng ta nên nhớ là tâm thiện sắc giới, tâm quả sắc giới và tâm tố sắc giới. Dạ, tâm thiện là tâm chứng thiện, chứ không phải là tâm tu thiện. Tâm thiện, tâm chứng thiện sắc giới. Những thiền chứng như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Sơ thiền đó là một cái bước ngoặt lớn từ một cái cuộc sống mà do dục sanh, hỷ lạc do dục sanh, bây giờ đạt đến trạng thái hỷ lạc do ly dục. Dạ, rất là khó hiểu, rất là khó tưởng tượng. Và cái tâm ngũ thiền là cái tâm mà phải có được để luyện thông. Và trong trường hợp mà tâm quả thì là cái tâm rất là đơn thuần, là tâm là việc tục sinh, hộ kiếp hay là tiềm thức và tâm mệnh chung của các vị phạm thiên sắc giới. Và riêng về cái tâm tố là tâm của các vị A-la-hán chứng thiệt. Nhưng mà tâm đó không có tạo quả. Và một cái lợi lạc lớn nhất là các vị này để luyện thông có thể nếu mà luyện tới phi tưởng phi tưởng thì các vị có thể nhập như kho tưởng định. Dạ. Bây giờ thì xin được kết thúc bài học ngày hôm nay ở tại đây. Xin được bây giờ bạch thượng tọa từ xưa không biết thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa, dạ, xa thú. Bây giờ kính thỉnh thượng tọa khoa kỹ nói vài lời trong lúc soạn các câu thảo luận, kính cung thỉnh thượng tọa. Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch thượng tôn đức, kính thưa quý Phật tử,
Trong khi chờ đợi thượng tọa giác đẳng soạn các câu thảo luận với chư tăng, chúng tôi xin tiếp lời ít phút ngày hôm nay. Chúng ta đã được nghe thượng tọa giác đẳng giảng về tâm thiền sắc giới, nó gồm có ba loại tâm thiện sắc giới, tâm quả sắc giới và tâm tố sắc giới. Tâm thiện sắc giới và tâm tố sắc giới là lại tâm của Chavana, tức là tâm động lực, cái tâm tích cực do cái sự an trú trong đề mục, hoặc cái sự an trú trong đề mục mà đạt đến trạng thái chúng tôi gọi là thiền chứng. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền chỉ khác nhau ở chỗ là động lực thiện sắc giới là những thiền chứng, là cái tâm thiền chứng của các cái bậc hữu học từ bậc A La Hàm, Tư Đà Hàm, Tu Đường Bồ cho đến hạng hành giả phàm tăng nhân. Nếu họ tu cái đề mục thiền chỉ samatha thì họ sẽ chứng được thiền thiện sắc giới. Cái tâm thiền thiện này ngoài cái việc giúp cho hành giả đắc được cái diệu trí, thắng trí, thần thông như là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, biến hóa thông, túc mạng thông, thì cái tâm thiền thiện này đó, nó còn có một chức năng nữa là nó tạo ra cái tâm quả dị thục, tức là tâm quả sắc giới, làm cái thức tái sanh cho cái vị phẩm thiên, cho sanh làm phẩm thiên khỏi sắc giới hữu tướng. Thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng là cái tâm thiện dục giới nó cho quả theo ba thời kỳ: đến thích thầm mát, quê đi đi giác cầm, tức là hiện báo nghiệp. Một người mà họ cúng dường đến Đức Phật hay một vị A-la-hán với cái động lực tâm thiện dục giới mạnh thì nội trong 7 ngày, nội trong vòng 7 ngày nó sẽ phát sinh quả, thì cái quả tốt đẹp đó được gọi là hiện báo nghiệp. Nhưng mà tâm thiện dục giới đó, nó còn có cái khả năng cho quả sanh báo nghiệp ở bậc bát chánh quê đi đi dân mắt, tức là tạo thiện nghiệp kiếp này sau khi mệnh chung nó trổ quả
để nó dẫn đi tái tục ở cõi người, cõi chư thiên, hoặc là đời thứ hai trổ quả tốt đẹp cho người đó, gọi là sanh báo nghiệp. Rồi tâm thiện dục giới tạo bây giờ nó còn có một cái khả năng tạo ra quả dị thục từ đời thứ ba trở đi, gọi là aparapara vedanicakkhama, là hậu báo nghiệp. Cho nên tâm thiện dục giới ở cho quả ba thời kỳ: hiện tại tái sanh và sau đó nữa. Nhưng mà riêng về cái tâm thiện sắc giới thì nó chỉ duy nhất là cho quả theo thời gọi là sanh báo nghiệp mà thôi. Có nghĩa là đắc thiện bây giờ, nếu như từ đây cho đến lúc mệnh chung mà không bị ngoại thiền, thì sau khi mệnh chung, chính cái tâm thiền bây giờ đã chứng được tâm thiền thiện, nó sẽ tạo ra quả tái tục sanh làm phạm thiên sắc giới, chứ không có tạo ra cái hiện báo nghiệp. Và tâm thiện thiện chứng kiếp này, chứng đời này, chứng đắc đời này, nó cũng không có khả năng để trổ quả hậu báo nghiệp. Có nghĩa là bây giờ một người chứng thiền, sau khi sanh về cõi phạm thiên, hoặc là họ chứng thiền rồi họ bị ngoại thiền, họ không có sanh về cõi phạm thiên, thì từ đời thứ ba trở đi không thể nào tâm thiền đã chứng ở kiếp này mà nó cho quả tiếp tục đời xa sau nữa, không có. Vì vậy ngài hòa thượng Tịnh Sự ngài nói là tâm thiền cây nào quả nấy, và nó chỉ trổ quả một lần thôi. Vì phạm thiên mà người mà sanh về cõi phạm thiên đó, nếu muốn tiếp tục tái sanh ở cảnh giới phạm thiên nữa thì phải tu chứng tâm thiền khác, chứ không phải giống như tâm dục giới chúng ta tạo một lần bây giờ ở kiếp này. Nếu trong 7 ngày hiện tại mà không có trổ quả kịp trở thành Ahosakamma vô hiệu nghiệp đó, thì cái tâm thiện này, tâm thiện dục giới nó cho quả đời thứ hai, tức là sau khi mệnh chung. Nếu quá đời thứ hai mà tâm thiện này vẫn không trổ quả được thì nó vẫn còn có năng lực để trổ quả từ đời thứ ba trở đi cho đến khi niết bàn, trong suốt dòng sanh tử luân hồi. Đó là một cái điểm đặc biệt mà chúng ta phải nhớ đối về cái tâm thiện sắc giới và cái tâm quả sắc giới. Tâm thiền của vị A-la-hán, vị A-la-hán ngài cũng tu thiền chỉ, nhưng mà ngài tu thiền chỉ không phải là để đạt đến cái trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, mà ngài chứng được thiền do các cái chư thiền hiện khởi, và các cái chư thiền đó của vị A-la-hán không phải có cái tác dụng là để chế ngự khống chế năm triền cái Nivarana, tham dục sân hận vân vân, tại vì vị A La Hán đã đoạn trừ phiền não rồi. Chỉ có điều là vị A La Hán ngài tu thiền
hiện thế tu thiền sắc giới, vô sắc giới đó. Một là để hỗ trợ cho cái việc nhập thiền, cho cái việc nhập thiền Samapatti để hưởng lạc giải thoát. Thứ hai là nếu mà vị đó đạt tới phi tưởng phi vi tưởng xứ, phối hợp với cái khả năng tứ quả mà vị đó đã chứng, tức là quả vị A La Hán, thì vị đó sẽ nhập thiền diệt Nirodha Samapatti. Và một cái trường hợp thứ ba là vị A La Hán ngài tu thiền sắc giới, thì thiền vô sắc giới, tu thiền tố, ngài chứng đắc thiền tố là để hiện thông trong cái công cuộc hoằng pháp. Đôi khi Đức Phật và chư vị A La Hán ngài phải có thần thông để ngài mới có thể nhiếp phục được người khác, như là tôn giả Mahinda. Ngài Mahinda khi ngài chứng đắc A La Hán rồi, và Đức vua Asoka cùng với chư tăng cử thỉnh ngài đi qua truyền Phật pháp ở tại xứ Tích Lan, thì ngài cùng với bốn vị tỳ kheo khác phải dùng thần thông để cảm hóa được, để nhiếp phục được tâm của Đề Qua Năm, Đức vua Đề Qua Năm Bí Chết Thứ Sáu, vua Tích Lan thời bấy giờ. Nếu không có thần thông thì khó lòng mà nhiếp phục được vua và thần dân ở xứ đó theo Phật giáo. Cho nên trong những trường hợp đó thì các ngài phải dùng thần thông, mà muốn có thần thông thì các ngài phải có thiền định thôi, phải chứng đắc thiền định. Chứ vị A La Hán không phải chứng đắc thiền tố để mà tạo ra quả diệt thục tái sanh gì. Thiền tố không có tạo ra quả diệt thục, không có tạo ra quả sắc giới. Đây là một vài điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị tiếp lời trong khi chờ đợi từ tòa giác đẳng. Bây giờ đã có câu thảo luận rồi, xin cung thỉnh thượng tọa giác. Sa thú kính trình thượng tọa tuệ siêu. Hôm nay thượng tọa tuệ siêu giống như là có thần thông, có tha tâm thông, có biết câu thảo luận số 1. Hỏi chứ về hiện bóng nghiệp, sanh bóng nghiệp, không bóng nghiệp, nhưng mà chưa có hỏi thượng tọa giảng rồi. Rồi kể như là nãy giờ thượng tọa giảng cho chúng ta nghe phần thảo luận câu số 1. Mà thượng tọa tuệ siêu, như chúng ta đã nói về là cái tâm thiện nó chỉ cho cái quả của sanh bóng nghiệp. Dạ, tức là tâm quả đó nó chỉ có trong đời kế thôi. Nhưng mà ví dụ như ngài Xá Lợi Phất đã từng sống cõi phạm thiên, bây giờ những đời sau này thì cái thiền chứng ở trong kiếp xa xưa đó, tuy rằng nó không có tạo cái hậu báo nghiệp, nhưng mà nó còn để lại cái dư quả gì không? Ví dụ như nó có ảnh hưởng gì về cái tâm thái trong hiện tại, như thường thân ý duyên thường, hay là nó còn có cái dư gì không? Nó còn có cái dư âm, chúng ta làm xin dùng chữ dư âm, tức là nó còn có cái gì dư sót lại do cái sự tu thiền trong quá khứ, hay là cái quả của thiền định trong quá khứ khi nó hết rồi, nó hoàn toàn không còn gì nữa. Xin kính thỉnh thượng tọa hoàn thiện trở lại. Trước khi trả lời câu hỏi số 2, chúng tôi cũng xin thưa là chúng tôi hoàn toàn không biết cái câu thảo luận số 1. Vì trong khi thượng tọa giác đẳng soạn thì chúng tôi chỉ nhắm mắt, chúng tôi chia sẻ với quý vị thôi.
Do vậy khi mà mở mắt ra để tìm có câu thổ luận không thì thấy, để rằng là tỳ khưu tỳ siêu đang thảo luận câu một, chúng tôi lấy làm ngạc nhiên, đến tiền dò lại thì thấy giống như nói với thường tôi giác rắn, giống như có thần thông mà biết trước vậy đó. Dạ vâng chú mấy thầy, nhưng nó vô cái bài game hết, tức là khi mà giảng về tâm thiền sắc giới, tâm thiền thiện mà cho quả thì đương nhiên là mình phải phải vô cái đó. Bây giờ trở lại cái vấn đề của câu thảo luận số 2 đó, là nhất định một điều là tâm thiện sắc giới và vô sắc giới chỉ tạo ra quả thuộc về sanh báo nghiệp chứ không có hiện nghiệp và không có hậu báo nghiệp. Nhưng mà những chúng sanh mà trong thời quá khứ đã từng chứng đắc thiền và đã từng sanh được khỏi phạm thiên thì chính do cái thường cận y duyên cái thường cận y duyên ly dục định tâm, cho nên các vị đó cho dù sau này không còn cái tâm thiền ở trong quá khứ, nó không có cho hậu có nghiệp, nhưng mà những chúng sanh đó sanh trở lại cõi dục giới này thì cái thường cận y duyên, tức là cái bản chất, cái bản tính của vị đó vẫn thiên, vẫn có cái khuynh hướng về cái sự an tịnh, khuynh hướng về cái sự định tâm, có cái khuynh hướng về vấn đề nhạy bén ở trong chánh niệm, vân vân. Cũng như trong thanh tịnh đạo, khi mà ngài Bố Thích Khô Sáng ngài giải thích về cách, cái phương cách thực hiện các cái thiện án, tức là địa mục, như là tạo ra đất biến xứ, hay là nước biến xứ, lửa biến xứ, gió biến xứ, vân vân. Thì với ngài có giải thích rằng nếu vị hành giả là người mà trong đời quá khứ đã thuần thục, đã có từng chứng thiền với các cái đề mục biến xứ như là biến xứ đất, nước, lửa, gió, vân vân, đã từng sanh về cõi phạm thiên, bây giờ vị đó xuất gia trở thành vị hành giả tu thiền đề mục đất, vị này không cần phải làm cái biến xứ, tức là không cần phải dùng đất sét để nắn thành một cái dĩa tròn bằng phẳng trơn láng đường kính một gan bốn ngón tay, tức là cỡ khoảng chừng ba tấc, cỡ khoảng ba tấc hay là hai tấc tám, khỏi cần phải dùng cái đó. Dùng cái đó là đối với người chưa từng tu thiền ở trong quá khứ, bây giờ mới bắt đầu thực tập
thì họ mới làm cái thiền án đó để ở trước mặt rồi ngồi chăm chú nhìn. Còn đối với vị hành giả trong quá khứ đã từng chứng thiền với địa mục đất, đã từng sanh về cõi Phạm Thiên, bây giờ sanh trở lại, vị này do cái thường cận y duyên, khi mà vị nó đang đi vậy đó, vị này mắt nhìn xuống mặt đất trên con đường đi, vị này chỉ cần tác ý màu của đất, tác ý đất bát thu vi, là vị đó là chứng thiền rồi, vị đó đã đạt đến cận định với cái điền, với cái tác ý đó rồi. Rồi từ cận định đó, vị đó tiếp tục an trú và chứng được thiền. Cho nên cái người mà họ có cái thừa cận y duyên chứng thiền ở trong quá khứ, ngay trong hiện tại này, họ có nhiều cái lợi thế quý vị. Thứ nhất đó, là tâm của vị đó trầm lặng, thích sống yên tĩnh, viễn ly, không có ồn ào, bởi do cái thường cận y duyên. Thứ hai là vị đó, vì trong cái trong quá khứ khi mà tu chứng thiền, vị đó đã từng đạt đến cái trạng thái hỷ lạc vô ly dục sanh, hỷ lạc vô định sanh chẳng hạn. Cho nên vị đó sanh về cõi Phạm Thiên chỉ còn có mắt nhìn cảnh sắc, tai nghe tiếng, nhưng mà tuyệt nhiên vị Phạm Thiên của trời sắc giới đó, không có sử dụng thần kinh dị tỷ để ngửi mùi, thần kinh thiệt để nếm vị, thần kinh thân để xúc chạm, không có ở cõi Phạm Thiên không có hai cái sắc giới tính nam, sắc giới tính nữ, không có cái khuynh hướng về tình dục như là các vị chư thiên của trời dục giới, không có ái dục. Vì vậy cho nên khi mà sanh trở lại đây thường cận y duyên, là những chúng sanh này họ không có ưa thích sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, họ không ưa thích, như là tiền thân của ngài, như là ngài Mahakassapa từ ở Phạm Thiên sinh xuống, rồi ngài Sariputta Xá Lợi Phất cũng ở Phạm Thiên sanh xuống. Do đó cho nên đời sống của các ngài thật sự là tinh khiết, tinh khiết từ hồi tại gia cư sĩ lên đến khi mà xuất gia cũng bị cái thường cận y duyên đó. Nó tốt lại là cho dù không có tạo ra quả thuộc về hậu báo nghiệp, nhưng mà xưa kia đã từng tu chứng thiền, đã từng sanh về cõi Phạm Thiên rồi, bây giờ khi mà sanh trở lại cõi dục giới thì do cái thường cận y duyên ly dục viễn ly và an tịnh, cho nên các vị đó cũng quen cái tư tưởng đó, quen cái khuynh hướng đó. Thì đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi thường thể giới đẳng quyền đê nam mô bích thầy. Sa thú kính thỉnh thưa toàn thượng sư, mà thưa toàn thượng sư, một cái vị mà trong lúc đang tu tập để chứng sơ thiền thì vị đã dùng tâm thiện, dùng giới hợp trí, nhưng mà khi mà đã chứng sơ thiền rồi muốn tu qua nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì lúc mà tu thiền đã tu bằng, có phải cũng tu bằng tâm thiện, dục giới, học trí, kính thỉnh thưa tổ Hoa Kỳ trở lại. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, trong tháng pháp ở với tâm má giải thích rất rõ ràng cái sự kiện này,
Và khi nãy chúng ta cũng có nghe Thượng tọa Giác Đẳng trình bày đó, là cái tâm sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, sắc giới, tâm đó là cái tâm thiền chứng, chứ không phải là cái tâm tu tập. Hễ mà muốn tu tập thì phải là dùng tâm thiện, dục giới, hợp trí. Khi mà dùng tâm thiện, dục giới, hợp trí, tâm thiện dục giới đó chú ý trên đề mục biến xứ kasina, cho đến khi đạt được Patipaka Nibbata, tức là tự tướng, đạt đến Upachara Samadhi là cận định đó, bằng cái tâm thiện dục giới xong rồi mới chứng đắc được Appana Samadhi, tức là an chỉ định, hay là thiên cố định, tức là tâm thiền sắc giới. Và khi đã chứng được sơ thiền, vị đó tác ý đến trạng thái vô tầm, ly tầm, thì cũng phải tác ý bằng cái tâm thiền dục giới, rồi mới chứng được nhị thiền là vô tầm hữu tướng. Rồi khi đã chứng được nhị thiền sắc giới, vị đó cũng phải dùng đến cái tâm thiền dục giới để tác ý đến vô tầm vô tướng, mới chứng được tam thiền. Tất cả những cái này đó, những cái trạng thái này đó, nó đều có ở trong cái bộ phận gác, tức là bộ phân tích, bộ thứ hai của Tạng Vi Diệu Pháp. Và ở trong Thanh Tịnh Đạo, trong cái phần mà nói về cái sự ô nhiễm của định Sankilesa và cái sự thanh tịnh của định Vodana, thì nói đến hai cái vấn đề này, Ngài Buddhaghosa đã dẫn chứng trong bộ Quy Phần Gác để nói đến. Thí dụ như một vị chứng đắc sơ thiền mà còn tác ý tưởng đến dục, thì cái đó đó là sự ô nhiễm cho sơ thiền. Ô nhiễm cho sơ thiền giống như Đề Bạt Đa đó, đã đắc tiếng thiền đến cái mức độ đó mà còn tác ý đến tưởng danh lợi, cung kính lợi đắc, thì là bắt đầu hư hỏng, cái đó ô nhiễm của thiền. Còn một vị hành giả khi chứng được sơ thiền, vị này muốn đạt đến nhị thiền là phải tác ý tưởng ly tâm, rồi đạt đến nhị thiền muốn đắc được tam thiền là phải tác ý tưởng vô tầm vô tứ, rồi muốn đắc được tứ thiền là phải tác ý ly hỷ, vân vân. Thì cái đó gọi là vô đa nát, tức là cái sự thanh tịnh của thiền tiến bậc. Thì đây là điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi của Thượng tọa Giác Đẳng như vậy. Nam mô Thầy ạ. Sa thú kính thiền Thượng tọa Tuyệt Siêu. Thượng tọa Hoan Hỷ giảng cho một câu nữa rồi thỉnh Thượng tọa Duy Nghĩ. Với Thượng tọa Tuyệt Siêu, ở trong Tam Minh ấy, chúng ta có Túc Mạng Minh, Sanh Tử Minh và Loạn Tử Minh. Thì những cái vị mà chứng Tam Minh ấy, có cần phải là có cái cơ sở ngũ thiền không? Và
như trường hợp túc mạng minh hay là sanh tử minh cũng là những năng lực siêu nhiên đó, thì có được kể là Abhinyana không, có thể được gọi là diệu trí không? Xin kính thỉnh chư tổ hoàn nghị trở lại. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, tam minh trong đó có tức là túc bạn minh, sanh tử minh và lậu tử minh. Ngoại trừ lậu tử minh hay là lậu tận thông, là tận thông thứ sáu trong cái Chalapinya, thì lậu tận thông hay là lậu tận minh, cái này nó thuộc về tâm trí của tứ đạo tứ quả, của tầm tứ quả. Tứ quả tức là tâm A-la-hán. Còn về túc mạng minh hay túc mạng thông, bố phê đi qua xa nước sức ít, nhà nát và sanh tử minh, chú tu bà bà tác nhà nát. Hai minh này nằm ở trong ngũ thông, nhưng mà trong ngũ thông đó thì sanh tử thông ở đây gọi là đi và chặt khúc, là thiên nhãn thông, thù thiên nhãn thông. Thì thiên nhĩ thông, bí quá thông, tha tâm thông, túc mạng thông và thiên nhãn thông. Ngũ thông này đều được gọi là Abhinya, tức là diệu trí hay gọi là tâm thông. Ngài Minh Châu ngày dịch là thắng trí, Abhinya là thắng trí. Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự ngày dịch là tâm diệu trí, mà trong những cuốn sách thông thường thì gọi nó gọi là thần thông. Activity có chỗ cũng dịch là thần thông, nhưng mà activity là biến hóa thông. Cho nên cái chữ thông đó để dùng dịch cho cái chữ Abhinya. Và khi mà chúng ta nói đến thần thông thắng trí thì ở đây tất cả thần thông thắng trí đó đều cần phải có ngũ thiền, tức là ngũ thiền tức là thiền sắc giới thọ xả, xả và định. Vì Panchamacchana ngũ thiền này được gọi là Chana Badaka, tức là thiền cơ hay là thiền nền tảng cho thần thông. Cho nên nếu như mà vị hành giả chỉ mới đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thọ hỷ thì chưa thể hiện thông được, phải đắc được ngũ thiền, đắc tới ngũ thiền thì mới hiện thông được. Do đó cho nên túc mạng thông và sanh tử thông, hay tụng bằng minh, sanh tử minh ở trong tâm minh đó, vẫn được xem là tâm diệu trí ở phía nhà, và cần phải có chứng đắc ngũ thiền mới có cái loại minh đó, thông đó. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi từ tội giới đại nguyện. Nam mô Thầy.
sau thủ tiết trình thủ tọa đi siêu, bây giờ để tính thủ tọa đi nghỉ. Và chi thống đức là thưa quý Phật tử, là tuần tới này thì chúng ta sẽ học về tâm sắc giới, và cũng như tâm dục giới thì chúng ta sẽ có hai bài, một bài về tâm sắc giới, một bài về các loại tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, một tâm về tâm vô sắc giới, và các bài thứ hai là các loại tâm vô sắc giới. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dharma. Kính thưa chư tăng đã vào rung để chia sẻ đảnh lễ quý ngài. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt tại chúng đông đông, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sư Ngôn Nguyên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá và Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả quý vị đã cho Nhật Quỳnh biết được.